Thì theo ADC hiện tại nhá, vị tướng đi rừng nào là mạnh nhất ở meta? Chưa từng có ai cậy được một lời nào từ miệng tao đâu. Cho em hỏi lại câu hỏi đi. Vị tướng đi rừng nào là mạnh nhất ở meta? Chắc chắn là Kera'an. Thứ bảy máu chảy về tim. Có một cái fact là team Flash đã toàn thắng trước Flashwap trong nhiều mùa giải quốc tế đã qua. AIC hay đấu đầu nhau, AIC thì loại thẳng cổ, loại thẳng Flashwap tại vòng tứ kết, còn tại APL thì cũng chỉ có thành tích tốt nhất là hòa thôi, còn Flashwap chưa bao giờ thắng được team Flash. Đây là một sự chọn mạo hiểm đến phía team Flash với việc để cho Proe cầm cho mình Rat trong ván thi đấu này. Tôi đang khá đắn đo về sự lựa chọn này đến từ bên phía của team Flash, không biết nó sẽ hiệu quả như Van Hen của anh ta trong ván thi đấu nhất hay sẽ hiệu quả theo cách mà anh ta chơi Yena trong ván thi đấu thứ hai. Một ván thi đấu mà chúng ta có thể trấn an bản thân rằng chúng ta có sắc tướng rất là dồi dào. Đúng. Đến từ Kera, đến từ Kafeni. Lần này chúng ta với những chất tướng khỏe của mình đang chủ động tràn ra khu vực búa xanh bên phía đối phương để tạo áp lực, nhưng đối phương vẫn an toàn. Đường dưới này thì Gadua đang gặp tương đối nhiều áp lực khi mà Timmy đóng vai trò Ram luôn cho vị trí của Soa, và bây giờ anh ta mới di chuyển đến hỗ trợ cho Gadua tại khu vực đi đường của mình. Có lẽ đây là mùa giải mà đội tuyển Team Flash đang mang đến nhiều bài dị nhất trong tất cả các mùa giải mà đội tuyển này từng tham dự chăng? Khi mà họ đã liên tục mang đến những quân bài... họ dám chơi những quân bài lạ ở vị trí đường trợ thủ của Proe. Và sau những Van Hen, sau những Yena thì bây giờ đó là Ras. Một lần chúng ta đã thành công rồi, và để xem là lần này thì chúng ta có thành công hay không. Proe còn cầm thần quang thần nữa. Quang đấm cho gắt đúng không? Anh ta rõ ràng là muốn gây sát thương chứ không chỉ dừng lại ở mức một người chơi hỗ trợ. Và thi đấu này đối phương thì rất cục xúc, có đến 4 cái chuyển sinh trên người các thành viên bên Flashwap, và người duy nhất không cầm chuyển sinh chính là chủ lực của đội tuyển này, đó là Gadua, khi anh ta cầm du hiệp. Họ không ngại đánh nhau, đội tuyển bên phía Flashwap họ không ngại đánh nhau. Họ sẽ đè rất mạnh. Đồng trong ý. 12 phút đầu họ sẽ rất tự tin cho việc đánh nhau, cả bên phía của chúng ta sẵn sàng đổi mạng nếu cần. Và đó là điều rất phải cẩn thận với cả vị trí của Kafeni. Proe sẽ buộc phải bảo vệ cho Kafeni khá nhiều ván thi đấu này. Đồng ý. Proe cũng không có quá nhiều khả năng để có thể cùng Daim phòng thủ trong trụ được khi chất tướng Rat cũng không phải chất tướng quá khỏe. Nhưng bên phía team Flash sẽ cần phải bảo vệ cho chủ lực của team Flash khá nhiều. Rồi. Đây tình huống mà Soa giật bóng, bắn rất đau, ADC có điểm chuyển công đầu. Chúng ta hạ gục thành công được Soa của bên phía đối phương và dễ dàng có được con rơi thủ vệ ngay trong phút thi đấu đầu tiên này. Đây là tình huống mà đội bạn đã lựa chọn, đó là tấn công vào vị trí của Proe. Và Proe là người đã mất nhiều máu nhất ở trong pha vừa rồi, nhưng những gì chúng ta có đó là khả năng gọi người là tốt hơn. Chúng ta có 4 thành viên ở khu vực hang rơi thủ vệ, và qua đó thì chúng ta có mạng chiến công đầu của một thành viên quan trọng của đội hình Flashup, đó là người đi rừng Soa, và chúng ta hoàn toàn có thể hướng đến cho mình con rồng đầu tiên. Nhưng khi mà Soa cầm chuyển sinh ở trong tay thì có lẽ chúng ta không nên đánh theo kiểu quá vội vàng. Sau khi có được ưu thế thì chờ cho các thành viên của đội tuyển bên phía Team Flash để chúng ta có thể hồi phục được đã. Tôi thấy rằng là Team Flash hiện tại cũng đánh rất là chậm rãi. Chúng ta có điểm hạ gục đầu tiên của Soa, nhưng chúng ta cũng không quá mạnh mẽ trong việc ép thế trận. Đúng. Phải đi theo hướng của chúng ta, và thay vào đó chúng ta cũng đánh kiểm soát cùng cả bên phía đối phương. Bởi nếu như xét về đoạn cuối trận đấu, chúng ta cũng có thua gì chất tướng hoàn toàn đồng ý. So với bên phía đối phương đâu. Chỉ có một điều rằng Zuka trong giai đoạn cuối trận đấu sẽ hơi khó nếu như anh ta muốn tìm góc để tham gia vào giao tranh. Tôi đá trượt ADC có chiêu cuối rồi đến và tấn công vị trí của Ze. Nhưng ADC đang mất tương đối nhiều thời gian để có thể đánh vào một trợ thủ của đối phương, và tôi nghĩ rằng chúng ta đã tạo sức ép để lấy con rồng. Lấy con rồng là chính thôi. Đấy là cách đánh an toàn. Team Flash tập trung cả 5 người xuống. Bây giờ thì Hero vẫn đang từ khu vực đường trên xuống khu vực đường dưới, và sau khi có con rồng chúng ta lại giải tán. Ai về nhà nấy, và bây giờ Hero xuất hiện tại đây. Đội bạn ép đánh tại vị trí này, và Hero đang có những cú đẩy đầu tiên của mình. Ôi, lên công xuất bách quá đẹp, mà anh ta hất tung 3 người trong tình huống này. Và Gấu, đây là Zuka của Gấu, anh ta lấy được hai cái mạng của thành viên đối phương, trong đó có một người là chủ lực, đó là Gadua. Gấu cũng đã phải nằm lại rồi, và như vậy chúng ta vẫn có lời trong tình huống giao tranh vừa rồi khi mà hai đã đổi được một. Lời nhiều chứ chúng ta chuyển từ thế đi sang thế chủ động. Hero bị đẩy. Thôi xong rồi. ADC bị đẩy, anh ta có tam giác quỷ, anh ta có thể thoát được, thậm chí có chiêu cuối. Và chúng ta quay trở lại trận đấu kia, Soa chỉ còn một tít máu nữa thôi, trời ơi, không sao cả. Nhưng đó là một tình huống luôn lách rất điều nghề từ vị trí của ADC. Ở đây thì tạo sự đột là tốt, và chúng ta xuất hiện được cái mạng của Ze tại khu vực đường dưới này. Tuyệt vời với tình huống giao tranh vừa rồi đến từ Team Flash, và sự có mặt của Gấu ở khu vực đường trên xuống khu vực đường giữa đã mang lại ưu thế cho chúng ta. Một tình huống mà Gấu đã lăn lộn rất tuyệt vời trong giao tranh và lấy được cái mạng của Gadua. Và trước đó phải kể đến tình huống luyện ngục rất chủ động từ Xuân Bách. Chuẩn. Tưởng chừng như Team Flash sẽ an toàn lui về, nhưng Xuân Bách đánh và anh ta luyện ngục ngay tại chỗ để giúp cho Gấu từ khu vực đường trên chạy xuống, không chỉ dừng lại ở mức là ăn con rồng mà anh ta còn làm được nhiều hơn thế với một pha, và chúng ta có được lợi thế về mặt điểm hạ gục. Đồng ý, thắng giao tranh, chúng ta thắng giao tranh hoàn toàn, và sau đó thì ADC cũng đã chạy được thoát nữa. May mà anh ta hồi kịp cái chiêu cuối ở tình huống đó và lướt qua được cái bên kia bờ tường với việc là anh ta đi xuyên tường và cũng thoát được về, thậm chí là thiếu chút nữa thôi anh ta lấy được cái mạng của Soa. Nên nhớ rằng đó là tình huống mà ADC cũng có một chút sát thương nổ đến từ con rồng đầu nữa, nhưng mà nó không đủ sức để hạ gục Soa. Tiếc quá. Đó là tình huống mà Soa chỉ còn dưới 1000 máu, rồi, một lượng máu, thậm chí còn dưới 100 máu. Đây là một tình huống mà Rui đá trúng với Hero. Việc ADC lấy cho mình đó là Rat cũng có thể khiến cho Hero không tích được nội năng.
nếu như cú đá chân không đến từ vị trí của Rat là chuẩn xác. Đồng ý. Nó sẽ khiến cho cái nhịp đẩy từ Hero gặp nhiều khó khăn đường dưới này. Đây mà Sunback kiên cường phòng ngự, Sunback bây giờ thay Proi làm nhiệm vụ đứng dưới này và bảo vệ cho Dai. Đồng ý. Ở meta hiện tại tôi đang thấy điều này xuất hiện rất nhiều nhé. Kể cả đội tuyển Sài Gòn Phantom thì chúng ta cũng thấy nhiều lần lạc suốt ngày xuất hiện ở khu vực đường rồng. Nếu như Huy Popper có xem cái trận đấu đầu tiên chúng ta ngày hôm nay thì thấy rằng con Leon của lạc gần như là đi đường rồng luôn ấy. Và đường giữa thì đó là Zeref, đó là Leibung và đó là người chơi đường trên của đội tuyển Sài Gòn Tôm là Đồng Năm nữa. Và gần như là người chơi đường giữa là một hỗ trợ thứ hai. Đồng ý. Với cả Rat cũng không khả năng chống cự tốt, đẩy khá tốt chiều cuối đến từ Gấu và sau đó Gấu bị tấn công, không mất đi rồi. Quá nhiều máu, đã phải lên bàn điểm số rồi. Proi đã tới, chúng ta đấm chưa chính xác vị trí đối phương. AC đang đuổi theo Hero, chúng ta không có cách nào giữ chân được Hero cả. Sunback bọc đầu, Hero đang luôn lách tương đối điệu nghệ. Có lẽ ta đủ sức chống chịu nhưng băng vào đến vị trí của Proi và chúng ta dứt điểm thành công được cái gai trong mắt này. Như vậy là chúng ta vẫn có lời sau tình huống giao tranh vừa rồi, với việc là Soa cũng đã phải nằm lại rồi và người đâu duy nhất nằm lại chúng ta trong tình huống đó chỉ là Gấu mà thôi. Việc của Gấu trong tình huống đó là cố gắng tạo ra một tình huống chậm chậm được chính xác vào vị trí của Soa, còn việc khống chế khả năng bay. Việc của Proi là cố gắng tận dụng khả năng di chuyển đảo đường tốt của Rat để có thể kiến tạo. Đây là tình huống luyện ngục để cố gắng phòng ngự, vẫn còn sắc ảo rất lớn trên người của Sunback. Khó đấy. Sunback không thể nào dọn được tên lính này, anh ta lên bản điểm số rồi. Gấu kết hợp tốc biến và chiều cuối anh ta đã dọn được con lính rồi. Nhưng các thành viên bên phía của đội tuyển Flash cũng đã lùi lại rất nhanh, sẽ còn một chấm máu nữa mà thôi. Hơi đáng tiếc dành cho đội tuyển Team Flash. Nhưng quan trọng chúng ta giữ được cái trụ này. Và nỗ lực đến từ Sunback đã là đáng quý. Chúng ta không để mất đi cái trụ rồng quá sớm. Đối phương có được con rồng không phải vấn đề quá lớn với chúng ta thời điểm này. Quan trọng là giữ được cái trụ này bao nhiêu lâu để khiến cho sức ép của đối phương bị giảm đi. ADC đã có chiều cuối, anh ta đã tăng tốc. Tìm mục tiêu đó là Kadua và CC. Chúng ta băng vào, Proi cũng không ngần ngại băng vào. Đó là ADC. Đã có rồi và đang tấn công rất mạnh mẽ vị trí Kadua. Kadua bị hủy diệt bởi đó là cú bắn đến từ vị trí Daim. Chúng ta có Gấu ở dưới này nữa. CC đã có chiều cuối chưa đây? Có lộ ra được hay không? Còn CC có băng xương cho mình tốc biến. Có băng xương cũng được kích hoạt bởi đó là ADC. Đội bạn cũng đã dọn xong con lính rồi. Tốt. Pha tăng tốc rất tốt từ vị trí ADC đường trên này. Sunback lại luyện ngục vào giữa tơ lính để có thể phòng ngự và chúng ta tiếp tục giữ được cái trụ này. Nhưng trụ giữa mất rồi, mất trụ đường giữa đến từ bên phía đội tuyển Team Flash khi mà chúng ta đã di chuyển hơi chú tâm vào khu vực đường dưới mà không ép được một cách thực sự triệt để. Và bây giờ đây thì nếu nói về mặt công trình chúng ta đang tương đối thua thiệt so với những gì mà đội tuyển Flash cũng đang làm được. Và cái trụ ở khu vực đường dưới nó cũng không còn quá nhiều máu nữa rồi và có thể họ sẽ là người có được cái trụ đường dưới trước so với chúng ta. Daim đã lên thành kiếm, đối phương có động thái tương tự. Hiện tại chúng ta đang nhỉnh hơn ở vị trí tiền của Daim. 3.300 tiền, hơn một chút tiền so với cả Telnas về phía phương khi mà Gadua phải nằm xuống khá nhiều lần cho ván thi đấu này. Proi đang có những tình huống kiến tạo rất tốt với cả Rass. Anh ta di chuyển rất thường xuyên và Sunback đóng vai trò như một người chơi tanker chính mà cũng là người chơi để thay phiên cho Proi phòng ngự. Mỗi khi Daim gặp vấn đề, khu vực đường trên này thì Hero và Soa đang du kích. Gấu có lẽ sẽ phải nằm xuống nếu như không cẩn thận. Ui, Gấu dùng chiêu cuối để có thể bỏ chạy nhưng Herod cũng đã lao đến rồi và Gấu sẽ dính cú đẩy thứ hai, chăng là Gấu thoát được cú đẩy thứ hai của Herod. Và đây là tia laser của Herod và Gấu đã phải lên bảng đếm số. Gấu đi đường đấy không ổn cho lắm. Đấy, ADC đang có mặt ở đây. ADC nhiều sát thương quá. ADC tấn công vị trí Soa lên bảng đếm số rất nhanh. Quá nhanh, quá nguy hiểm từ ADC. ADC xanh quá rồi. ADC khá xanh đấy. 302. 302, KDA rất vượt trội, thập tự kiếm đã có trên người anh ta. Daim. Ở dưới này thì Daim bị đẩy bởi một trận và thiếu đi một chút nữa. Daim không thể về kịp, một tình huống xử lý tốt đến từ CC. CC đẩy thiên ở trận quá khó chịu trong tình huống đó và Daim đã phải lần đầu tiên nằm lại trong ván đấu này rồi. Một sự khó khăn đang đến cho chúng ta khi mà về mặt thế trận chúng ta đang có nhiều mạo hục hơn so với đối phương nhưng nó chủ yếu đến từ tình huống ám sát của ADC mà thôi. Proi đá trượt nhưng anh ta tạo sự đột rất tốt, anh ta tìm mục tiêu của CC. CC bị hạ gục rồi và bá đạo dưới ADC vào thi đấu này. Một tình huống rình rập đánh du kích tuyệt vời đến từ Proi. ADC đang gánh ở trong trận đấu này hay chăng đây? Chúng ta cố gắng cướp đi cho mình con bùa xanh nhưng không làm được điều đó. Gadua đang bắn ở phía sau là nhiều sát thương. Cú luyện ngục vừa rồi của Bách là đẹp mắt và chúng ta đang càn lên trong tình huống này nhưng Bách hơi cô đơn thì phải. ADC cũng mất đi cho mình, đó là tình huống chiều cuối rồi, anh ta không có thể lướt được qua bên kia bờ tường, thoát đi thì cũng không kịp nữa và ADC bị chấm dứt rồi. Daim quá đơn độc, Daim sẽ phải nằm xuống bạn tiếp theo. Về lý thuyết thì đó cú luyện ngục đẹp nhưng đối phương đã có giải hiệu ứng. Đấy. Không ai bị hất tung lên cả và cú càn vào đi cho Bách cũng không đem quá nhiều tác dụng. ADC vào một tuyến sau. ADC cũng đã bị chấm dứt rồi. Và đây điểm hạ gục rất tai hại của chúng ta. Đây sẽ là con rồng dành bên phía của Flash Troop, một tình huống giải ứng đúng thời điểm đến từ Ze. Và qua đó thì tình huống đánh tràn vào khu vực bùa xanh của chúng ta nghiễm nhiên bị lỗ khá nặng nề. Đồng ý. Và Gadua thì lại giàu lên rồi sau khi anh ta nằm lại hai mạng trước đó khi chúng ta đã rất cố gắng để đánh vào vị trí của Theonat. Thì bây giờ một mạng thôi Theonat có được, anh ta đã có 4.700 tiền và vượt trội so với lượng tiền của Daim đang có ở thời điểm này. Họ sẽ có cho mình con tà thần xê ra đầu tiên với cả bốn thành viên đang có mặt ở đây. Cực kỳ khó chịu với những gì mà đội tuyển Flash Troop đang làm. Quá bàn căng, rất căng thẳng đến vị trí của Flash Troop. Họ đã có được con tà thần xê ra. Flash Troop sau khi có được thêm gươm Uriel đến vị trí Soa, một phần sẽ cho anh ta được cả lượng giáp phép nữa. Đúng. Để anh ta có thể chống cự được những tình huống tấn công đến từ vị trí của Kera trong tay ADC. Một món đồ rất phù hợp để lên Elandor tại thời điểm này. Và cả tốc đánh nữa nhá. Cả tốc đánh nữa. Đây là lúc mà bên phía của Proi
dùng chiêu cuối để lùi về. May là lùi về kịp, mưa liên thanh được xấy ra, sát thương vẫn là chưa đủ. ADC có mặt tại đây, dọn được tên lính này, đối phương ép đánh chúng ta. Xoa đang bay múa rất khó chịu, rồng thả đường trên và có thể là chúng ta sẽ mất đi cái trụ hai khu vực đường trên, quay sang khu vực đường giữa này để có thể thủ. Và Daim từ nãy đến giờ đang chưa được chơi quá nhiều. Cú bắn của Xoa thì bắt đầu rát dần lên rồi. À, thế trận thì đang dần thuộc về đội tuyển Flash Group khi mà họ đang giãn cách dần lượng tiền so với team Flash, và cho đến thời điểm hiện tại nó rơi vào khoảng gần 5.000 tiền, nhiều hơn là những gì mà đội tuyển Flash Group đã làm. Nên nhớ rằng khi mà họ có CC với con bài Dirac này thì khả năng ép trụ sẽ là rất khó chịu, đặt ra cho mình cái lô cốt tử quang. Mà thôi, ADC đang lao vào ở đây. Chúng ta đang cố gắng phản công, hất tung được hai người. Đó là tình huống lao vào của gấu. Chúng ta lấy được mạng của hai thành viên đối thủ, đó là Soa cùng với Herod rồi. Herod đã phải quay trở lại với đó là cái giáp thiên thần của anh ta. Pháo tử quang rất tốt, dứt điểm cái mạng của gấu rồi. Chúng ta cũng đã kịp được đánh từ trong nhà ra và khiến cho Soa phải lên bàn điểm số. Đây là lợi thế của đội tuyển, có quá nhiều chuyển sinh và nhanh chóng quay trở lại mà thôi. Soa sẽ mất 19 giây để quay trở lại, nhưng tình huống đánh vừa qua đến từ team Flash cũng rất tốt. Để phải chúng ta có thể ngăn chặn được tình huống băng vào để lấy đường siêu cấp đến từ bên phía đối phương. Có chăng hơi đáng tiếc một chút là ADC tiến đến mục tiêu, đó là CC. ADC có được rất nhiều sát thương và chúng ta cũng thành công được đi rắc của bên phía đối phương. ADC chưa muốn dừng lại, đá là tốt vì Chiproi và chúng ta sẽ cùng được người thứ hai. Đó là xe. Đó là double kill dành cho ADC, chúng ta có thể ăn được ở trong tình huống này. Và bây giờ tôi nghĩ rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của ADC đó là tấn công vào vị trí của Gadua. Lấy được 3 cái mạng vừa rồi là cực kỳ tốt rồi, khi mà CC, Ze cùng với trước đó là Soa đã phải lên bảng đếm số. Và Herod thì sống lại không phải với cái giáp hồi sinh mà anh ta sống lại nhờ chiêu cuối của Ze. Nhưng nhìn chung thì về mặt thế trận chúng ta đang trở lại một cách rất mạnh mẽ, cần phải tranh thủ thời điểm này. Hơi đáng tiếc cho team Flash khi mà lúc này thì con tà thần Seiza nó đã bị nằm xuống trước đó rồi, và chúng ta không có mục tiêu lớn, chỉ có đẩy lính cao lên thôi. Đẩy lính cao lên thôi, không sao cả. Chúng ta đã thành công trong việc giữ được những cái trụ siêu cấp. Đồng ý. Trong đối cảnh đối phương có sức ép rất là tốt thì việc đánh từ trong trụ ra với việc bạn có Malok là một sự lựa chọn rất hiệu quả, và Malok trong tay của Sobek đã làm đúng đắn. ADC đang thi đấu rất tốt với Kera trong bài thi đấu này. 6-1-4 có cho mình rất nhiều món đồ sát thương, đặc biệt là cái chiêu hôn man trên người để có thể gây được khả năng xuyên tắc phép. Ở đây một tình huống tấn công rất tốt nhưng đối phương có một sắp rất dày được tạo ra đến từ cái nham thuẫn của mình. Chúng ta đang cố gắng mất khá nhiều thời gian và sắt đao thành công được hero của đối phương. Có thêm trụ này, chúng ta tanh trụ khá lâu và ở đây thì chúng ta né được giao tranh thành công nữa. Như vậy là có lời dành cho đội tuyển team Flash rồi, cần phải chắt chiu những cơ hội như vừa rồi. Và team Flash đã làm được điều đó với một tình huống mà gấu cùng với ADC đã có mặt. Ôi Proi quyết đoán ở đây. Proi anh ta qua bên kia bờ tường với cú đánh thường của mình và sau đó là cú đấm chân không hơi ghê đến từ Proi. Pha trách bụi quá ú thoát tim. Nếu như Proi nằm lại thì chúng ta sẽ chắc chắn mất con tà thần Seiza, nhưng may mắn quá Proi có thể lui đi được. Sợ quá. Một pha hú hồn. May quá không làm sao cả. Dù thế bây giờ thì cơ hội vẫn đang còn dành cho đội tuyển Team Flash. Con tà thần Seiza thứ hai nó đã ra. Bây giờ đây bắn được rồi này. Anh ta sắp sửa hoàn thành cho mình cái cung tà ma rồi, và nếu có cung tà ma thì không sợ gì cả. Xuân Bách có một cú luyện ngục nhạy cảm. Chúng ta vẫn đang lao vào tấn công vị trí của Ze. Hero đang cố gắng để có thể tạt cánh đánh đầu nhưng anh ta bị bắn. Anh ta vẫn đang lao vào với chiêu cuối của siêu nhân đang cản lên, đó là Soa. Và chúng ta hơi lùi về trong tình huống này. Chúng ta bị cấu khá nhiều máu, mất đi nhiều chiêu cuối. Pháo tử quang được nã ra từ CC. Bây giờ thì đối phương cũng phải lùi về, Ze đã phải lùi về rồi. Proi vẫn có mặt ở hàn tà thần Seiza này, chúng ta vẫn chưa muốn dừng lại. Đã có kiếm Uramasa được lên đến từ gấu và thậm chí là sách truy hồn đến từ vị trí của Ras nữa. Không bên máu. Kia thì Flash Swap cho thể Soa đã chuẩn bị đạt đến trạng thái mạnh nhất của mình rồi. Một cú luyện ngục thẳng vào cái bụi đó để trách tầm nhìn từ Xuân Bách. Chúng ta ép đánh đối phương, mất đi cầu băng sơn đến từ CC và đó sẽ được gục không. Chúng ta đây rồi, CC tốc biến nhưng không hạ gục được đó. Gấu hạ gục thành công cái mạng của CC và giao tranh đang nổ ra. Chúng ta đã có lợi thế, đây đã được chơi. Gấu đổi mạng với CC và như vậy có lẽ là có lời dành cho đội tuyển Team Flash, trong những ADC đã phải nắm lại. Hơi đáng tiếc trong tình huống đó ADC đã vào hơi sâu rồi và bây giờ chúng ta còn 3 người với một lượng máu là hơi ít. Có lẽ chúng ta sẽ mất đi con tà thần Seiza này chăng đây. Bây giờ đối phương có đủ quyết tâm để ăn con tà thần Seiza này hay không, khi mà tôi thấy rằng Elador của Soa đang di chuyển xuống để ăn con rồng con ở khu vực đường dưới. Thay vì tập trung vào việc có được con mình con tà thần Seiza, đối phương không quá tự tin. Không tự những tin. Hero là người được cắt cử cùng với Kadua. Không, đối phương đủ tự tin rồi. Đối phương tiếp tục hướng tới con tà thần Seiza này, chúng ta có lẽ sẽ phải bỏ nó mà thôi. Chắc là mất rồi, chắc là mất tà thần Seiza này rồi, khi mà chúng ta đang Daim thì không dám lên. Và lúc này Proi chúng ta tấn công vào Ze, có lẽ lấy được cái mạng của Ze cũng được này, nhưng Ze vẫn đang còn dầm. Đây là cú nhảy hết được 3 người từ Xuân Bách. Xuân Bách đang càn lên và chúng ta tấn công vị trí Gadua. Gadua không còn quá nhiều máu nữa rồi và anh ta đang phải chạy về với cái tốc biến của mình. Bách cũng không còn nhiều máu nữa, Herod cũng đang chạy đi. Đội bạn tháo chạy thành công sau khi lấy được con tà thần. Nhưng Daim không đúng. Rõ ràng là Daim không thể hạ gục bất cứ ai cả, dù sát thương anh ta là khá nhiều nhưng không sao cả. Chúng ta có được thế lính này và có thể có được cái trụ tại khu vực đứng giữa. Rất khó chịu những cú luyện ngục đến từ Xuân Bách, rất đẳng cấp và ăn tiền. Những cú luyện ngục mà tôi luôn luôn cảm giác là một sự an toàn. Không bao giờ thấy cú luyện ngục nào gọi là nông đến vị trí Xuân Bách cả. Đánh đến đâu là chắc đến đấy. Đấy là Xuân Bách còn tạch trong hai cú luyện ngục trên bụi đấy nhá. Nếu mà tình huống đấy mà anh ta chỉ cần may mắn một lần thôi thì có thể đó sẽ là hủy diệt cho đội tuyển Team Flash. Nhưng không sao cả, chúng ta vẫn đang có được cơ hội trong ván đấu này. Daim cũng đang lớn dần lên rồi, nhưng hơi đáng tiếc khi mà trong tình huống vừa rồi thì khả năng xả sát thương của Kafini là không quá ổn. Dường như là lối di chuyển Daim ở vào thời điểm này ở trong tình huống đó là không thuận lợi dành cho anh ta. Và đó là lý do mà mặc dù chúng ta đã có tình huống mở giao tranh tốt đến từ Xuân Bách rồi, nhưng cuối cùng thì về mặt
chiếm được mạng hạ gục của đối phương, chúng ta lại không có được điều đó. Ôi Pri chưa làm gì được Ze cả. Bây giờ bên phía của team Flash đang cố gắng kiểm soát. Chúng ta chờ cho đến khi mà con rồng xịn ra. Ôi. Thời điểm này và con rồng tiên phong không có tác dụng gì đúng với cả team Flash cả. Quá dễ dàng, có liềm đặt mệnh lên đến vị trí của Gấu. Ôi chiều cuối ấy. Ôi bắn rất kém. Cần phải bê ngay. Quá nhiều máu nữa rồi, anh ta quay trở lại để trả sát thương, nhưng có một người đang cố gắng bọc đầu, đó là Heros. Chúng ta phát hiện ra điều này và Heros có lẽ sẽ phải nằm lại e chăng đây. Anh ta vẫn đang có được lượng máu là tương đối nhiều. Heros đang gây ra một sự khó chịu là khá lớn khi anh ta câu được khá nhiều sát thương của chúng ta. Heros kiểu đánh kiểu Lily, đánh kiểu phun thủ thôi, đánh kiểu rình rập. Nên chúng ta cũng phải cẩn thận cả đối phương. Dù sát thương chúng ta giao tranh mạnh hơn đối phương, nhưng mấy pha lái thiên hỏa trận và kim quang ấn đến từ vị trí của CC cũng cần nên cẩn trọng. Và cái thứ hai nữa là những cú đẩy đến từ Hero. Nếu như đánh trực diện đối phương hơi yếu, nhưng nếu như đánh kiểu này thì đối phương sẽ khá mạnh tại đây. Đối phương muốn ép giao tranh. Đối phương ép giao tranh, Soa đang dính một cú bắn và anh ta còn cho mình nửa cây máu. Go! Đang lao vào đó là Gấu, nhưng Gấu không lấy được cái mạng của Gadua, nhưng loại được Gadua ra khỏi tình huống giao tranh này. Chúng ta vẫn đang càn lên. Herod có lẽ sẽ phải là người phải nằm lại trong tình huống này. Chẳng anh ta vẫn cố gắng lết đi, anh ta phải lên bảng đếm số rồi. Và con rồng này sẽ dành cho chúng ta. Hero dù có nhiều nhãn thuẫn, nhiều giáp ảo đến mấy thôi, anh ta vẫn phải nằm xuống. Mà đó một tình huống luyện ngục tốt nữa, kết hợp cùng với chiêu cuối từ vị trí của Gấu, chúng ta tạo ra một trận địa tuyệt vời khi đối phương là những người chủ động lao vào với cú giáo bắp Timmy đến từ vị trí của Ze. Nhưng đúng là đối phương giao tranh trực diện 5 năm và chúng ta, đối phương không có sát thương. Và đối phương chỉ có biết cách rình rập. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là bảo vệ cho chủ lực của mình, đó là Dai với Cafeni mà thôi. Đồng ý. Cần rất cẩn thận những pha rình vào từ đằng sau bởi Superman của Hero rất quái. Và trong một trận đấu lật kèo giữa Mad và Talon thì chính Zuzon cũng chỉ với một cú đẩy đã kết thúc đi cả trận đấu đó. Nên chúng ta cần rất cẩn thận những tình huống gọi là dình sau đến từ Superman trong tay của Hero. Hero sẽ quay trở lại sớm mà thôi. Trên bụi với cú bắn ám tiễn vừa rồi đến từ vị trí của Gadua. Và Xuân đây Bách là cú nhảy một lần nữa tung được hai người đến từ vị trí của Xuân Bách. Chúng ta đang càn lên trang đây. ADC cũng đã lao vào rồi, một người đang phải bật cầu băng xương, đó là CC. Sau đó thì có thể thoát được đi. Herod đang cố gắng để có mặt ở một vị trí vòng sau, nhưng lần này thì không có đối tượng để cho anh ta lao vào nữa. Có thể là chúng ta sẽ tham gia vào tình huống lấy đi con tàn thần Xê-gia này trước khi có pha giao tranh tiếp theo trang đây. Rất nguy hiểm, Hero sẵn sàng băng vào, anh ta còn rất nhiều máu trên người. Con tà thần dành cho bên phía của team Flash. Xuân Bách bị giữ chân lại rồi, Xuân Bách khá khỏe. Bách chưa có chiêu cuối, Bách chưa có chiêu cuối và chúng Bách ta... có là Bách nhảy đấy. Bách có, Bách nhảy ngay, Bách có chiêu cuối rồi. Bách đã bật lên cho mình cái tốc hành rồi và có thể là chúng ta ép đánh ngay ở khoảnh khắc này đây. Và chúng ta đang có cho mình rất nhiều lớp bảo hiểm dành cho Daim với quyền năng hắc ám và cả giáp hồi sinh thì anh ta cũng đã có rồi. Đây là cơ hội để cho team Flash dứt điểm trận đấu này. Nang Fenrir rất cục xúc. Nang Fenrir đã là món đồ tiếp theo được lên từ Daim. Daim đang mạnh, đang càng lúc càng mạnh hơn. Anh ta cầm cho mình quyền năng ám, anh ta có bảo hiểm, anh ta sẽ dám chơi. Bây giờ chỉ cần một cú nhảy, một pha giao tranh đẹp khi kết hợp giữa luyện ngục và chiêu cuối của Gấu thêm một lần nữa, và một góc bắn đẹp cho Daim là đủ mà thôi. Cần rất cẩn trọng, cần rất cẩn trọng. Đối phương có những quân bài có thể bắt vào Cafeni rất nguy hiểm tại đây. Sảm lên thanh là hơi sớm. Đến từ vị trí của Daim, chúng ta check bụi bằng chiêu cuối hơi đáng tiếc, hơi phí. Không sao, sao vẫn có trụ, đối phương chấp nhận bỏ cái trụ đó rồi. Trụ hai chúng ta sẽ có được thôi. Giờ thì Phong còn nhiều máu, chúng ta ép trụ được, chúng ta sẽ ép trụ đều ở hai đường. Chúng ta đang giữ thế lính rất đầy khu đường trên này để làm sao cho ba thế lính vào được đều nhất. Đường dưới này chúng ta có lấy được cái trụ bậc thềm đầu tiên hay không? Đây con rồng tiên phong vẫn đang còn khoảng 2/3 máu. Đường giữa thì những con lính đã được giải quyết đi xong rồi, nhưng một tên lính đang được đẩy vào khu vực đường dưới này và chúng ta có đông người ở đây. Trụ bậc thềm đầu tiên đã có dành cho đội tuyển team Flash rồi. Một đường sơ cấp đầu tiên, tín hiệu đáng mừng. Team Flash đã đánh rất chắc chắn cho bàn thi đấu này. Cần phải cẩn thận nhá, vẫn phải cẩn thận Hero nha. Hero nhiều lúc tầm ngầm là cũng nguy hiểm đấy. Cafeni trong tay của Daim mà nằm xuống một cái là chúng ta hết sát thương luôn. Đồng ý. Nên là cần rất cẩn thận và cần phải có những người đứng đằng sau Daim. Đúng là team Flash cũng đang chia người ra để có được một sự bảo vệ cần thiết cho Daim trong bối cảnh những pha bọc hậu đến từ Hero sẽ là rất nguy hiểm. Chúng ta hiểu điều đó, chúng ta có được thêm một trụ nữa và có thể nếu như làm tốt này, tôi lính nhiều này có thể giúp cho họ chỉ lấy được thêm một đường siêu cấp nữa. Nếu như team Flash làm tốt. Team Flash luôn là đội tuyển có khả năng ép trụ tuyệt vời. Đây là cú nhảy của Xuân Bách. Họ đã kịp tạo ra tình huống giải rồi, nhưng Xuân Bách vẫn đang càn lên. Chúng ta có được cái trụ bậc thềm thứ hai. Đây là tình huống mà Herod có mặt từ phía sau của chúng ta, nhưng đang chạy được đó là Daim. Daim quay trở lại để có thể sản xuất hơn trong tình huống này chăng đây? Không, và chúng ta đã lấy được cái trụ bậc thềm thứ hai. May quá, chúng ta né được pha đẩy thứ hai đến từ Hero, và đặc biệt là cú tam giác quỷ khiến cho vị trí của Hero cũng không thể đẩy được ADC. Rất tốt, lấy được hai đường sơ cấp rồi. Vậy là chúng ta chặt được hai cánh tay của đối phương. Ui, và chỉ còn đường giữa mà thôi. Bách lên giáp cuồng nộ này. Cục thế nhở? Ừ, Bách lên giáp cuồng nộ. Tăng tốc chạy, tốc đánh à? Tăng khả năng phòng ngự nữa. Cảm giác kiểu Superman vậy. Thôi, cuồng nộ là đồ trấn phái Superman mà. Đấy. Nhàm thuẫn từ vị trí Xuân Bách. Xuân Bách đúng kiểu dạ là một bị thịt. Lao vào là nhảy. Có chơi cuối là nhảy. Trong khi đó sợ Superman thì lại không lên giáp cuồng nộ. Ôi đây rồi, chúng ta vòng sau. Nhờ DC không ta tất cả Xoa bay hơi rồi, xoa trở lại với đó là cái giáp tuyệt thần, nhưng anh ta vẫn đã không thể thoát được thêm một lần nữa. Và chúng ta có được mạng của người đi rừng đối phương. Gấu không còn nhiều máu nữa rồi, nhưng Gấu có thể chạy được.
đang là thời điểm mà tôi nghĩ rằng hoàng kim của team Flash rồi. Nếu như chúng ta quyết định đánh ở trong thời điểm này thì có lẽ là Daim sẽ được chơi thoải mái. Và đây là thời điểm mà Xoa yếu rồi. Yếu thời điểm mà Xoa rất yếu rồi. Gadua đang không được chơi cho bán thi đấu này. Dù anh ta cũng có nhiều tiền đấy. Không ăn thua. Nhưng mà từ nãy đến giờ anh ta khá mờ nhạt. Thực ra anh ta cũng không phải là có quá nhiều tiền đâu nhé. Bởi vì cách đây khoảng chừng 2-3 phút tôi nhớ rằng anh ta hơi thọt tiền luôn đấy. Nhưng bây giờ anh ta cũng full đồ rồi. Bây giờ thì may đồ, mắn là full đồ rồi. Vấn đề được chơi hay không? Vấn đề là có được chơi hay không mà thôi. Anh ta thi đấu không quá gọi là ấn tượng. Có lẽ là một phần khi đối phương có những chất tứ cục súc như thế này thì chúng ta thì Gadua cũng không dám chơi. Đúng rồi. Bởi vì chúng ta nhiều sát thủ lao vào. Đúng rồi. Chúng ta có Rat, chúng ta có Kera, chúng ta còn gấu nữa. Thì Teonat rất khó chơi cho bàn thi đấu này. Khó chơi, rất khó chơi. Và khả năng bảo kê của Ze là chưa đủ dành cho Teonat. Và chúng ta đã có cho mình con rồng bạo chúa rồi. Cơ hội rất lớn để cho đội tuyển Team Flash có thể dứt điểm đi trận đấu này khi mà chúng ta chỉ còn một đường siêu cấp nữa thôi. Đã có thể có được sân bay trước đối thủ Flash Up. Và về mặt chất tướng thì ở giai đoạn late game như thế này, về lựa chọn chúng ta đang là rất ổn rồi. Anh nghĩ là chúng ta thắng được ván đấu này không anh Sơn? Thắng đấy. Thắng à? Thôi thì thắng nhá. Bây giờ chúng ta đang dồn vào rất đông tại khu vực đường giữa này. Chúng ta chỉ còn một cái trụ huyết mạch tại đường giữa là chưa chờ được lấy đi mà thôi. Hero không ăn thua, Hero bây giờ cũng chỉ là một bị thịt mà thôi. Bri không sợ Hero nữa, băng vào đến cú luyện ngục của Smash hất tung được rất nhiều người. Và Gadua bị lùi lại rồi, anh ta vẫn quay trở lại để có thể trả sát thương dựng lên cho mình lô cốt từ quang. Đó là vị trí của CC, nhưng đội bạn đã phản công một cách quá mạnh mẽ. Cú đẩy Hero là đầy khó chịu. Và chúng ta đang phải lùi lại một chút, mất đi ADC rồi. Mất đi một người, ADC 50 giây nữa quay trở lại, chúng ta cần lùi về thật nhanh. Thật nhanh, đối phương vẫn phòng ngự được. Pha băng vào đến từ cú luyện ngục của Smash là hơi tự tin quá. Hơi có phần thì là hơi tự tin quá, dù nó rất đẹp mắt. Nhưng đối phương nhanh chóng có phát triển thần kỳ. Và đó là một lý do mà chúng ta cũng cần phải rất dè chừng thời điểm này. Đối phương sẽ có rất nhiều mạng ở trên người, đối phương còn đang có giáp hộ mệnh. Mọi thứ sẽ là ngàn cân treo sợi tóc với cả team Flash và thi đấu này. Đang ép ngược lại là những gì mà đội tuyển Flash Group đang làm ở thời điểm này. Nhưng họ lại không có con tà thần Seja để có thể tìm kiếm một mục tiêu lớn của trận đấu ở thời điểm hiện tại. Trong khi đó thì chúng ta lùi về thôi. Và bây giờ thì chờ ADC có thể quay trở ra. Bây giờ chúng ta phải bóc giáp hộ mệnh của đối phương. Tập trung vào 3 chiếc. Chưa kể rằng là đối phương sẽ có thêm 2 mạng nữa đến từ Timmy nữa. Rất căng thẳng. Trên người Gadua có rất nhiều những món trang bị phòng ngự. Bây giờ đối phương có đến 4 cái giáp hộ mệnh rồi. Và những tình huống lựa chọn thời điểm để băng vào đến từ chúng ta phải cực kỳ cẩn thận. Chứ không thể nào có những pha băng vào tấn công và dứt điểm được đối phương ngay lập tức được. Tôi hơi tiếc con tà thần Seja vừa rồi. Nếu như tận dụng nó tốt hơn thì có thể là team Flash đã có được sân bay rồi. Bởi chúng ta nhớ rằng ở thời điểm đó thì họ cũng chỉ còn một cái trụ bậc thềm khu vực đường giữa thôi, đúng không? Ở một thế trận căng thẳng như thế này thì việc có sân bay nó là cực kỳ là quan trọng. Và tôi nghĩ rằng team Flash cần phải chắt chiu những tình huống như vừa rồi. Nếu như Daim làm tốt trong việc là anh ta chỉ cần đơn giản là lấy được trụ cuối cùng mà đội tuyển Flash Up đang có ở khu vực đường giữa thì có thể là chúng ta giờ đây đang dễ thở hơn rồi. Nhưng bây giờ thì Flash Up bất ngờ quay trở lại này, và họ đang có đến 5 cái giáp hồi sinh trên người của 5 thành viên của đội tuyển này. Rất căng thẳng phút thi đấu này, hỗn màn tiễn. Rất nguy hiểm. Bây giờ chúng ta đang chờ thời cơ, đang chờ tà thần Seja ra. Trong khoảng thời điểm đó cố gắng dọn dẹp những tờ lính xung quanh để dọn đường cho tình huống ăn tà thần tiếp theo và lấy được quyền kiểm soát hàng tà thần sẽ ra đến từ team Flash. Khoảng thời gian hiện tại là team Flash cũng đang sau tình huống ép trụ tại khu vực đường giữa không thành công. Thì chúng ta đang mất phương hướng mất và có lẽ phải cần đến hàng tà thần sẽ ra này để có thể tìm lại được phương hướng ép trụ trong những tình huống tiếp theo. Bree đứng lên rất cao để ngăn cản đối phương băng vào. Đối phương cũng bây giờ sẵn sàng băng vào đôi công để đấu chúng ta, bởi nếu như họ mất con tà thần này thì họ nhiều khả năng sẽ mất đi cả bán thi đấu này. Chính xác là như bây vậy. Giờ họ sẽ không còn gì để mất nữa rồi. Họ sẽ cần phải đánh thôi. Còn chúng ta thì quan trọng bây giờ là cần phải bảo kê tốt hơn cho Daim. Daim đã mất đi cho mình quyền năng hắc ám rồi. Bây giờ là từ hướng đến cho mình con tà thần Seja này với 3 thành viên của đội tuyển Team Flash. Đội bạn bắt đầu tràn lên dần và chúng ta có được con tà thần Seja rồi. Ngon rồi. Ngon một phần thôi. Chưa ngon được hẳn. Tôi vẫn khá lo cho Team Flash cho bán thi đấu này khi mà Ze là một người chơi rất là tinh quái, khi anh ta chơi những quân bài hỗ trợ kiểu như dễ gây đột biến ấy. Đồng ý. Thành ra là cũng khá nguy hiểm. Còn bây giờ những cái tên còn lại như Soa không còn là một mối lo ngại lớn nữa. Với cả một vấn đề nữa là đội tuyển Team Flash đang ít giáp hồi sinh hơn so với đối thủ này. Cái thứ hai chúng ta mỏng cánh. Chúng ta có mỗi một chiếc giáp hồi sinh đang ở trên người Daim thôi. Còn đối thủ thì đang có 5 cái. Và họ còn có thêm cả một mạng nữa đến từ con Timmy ở trong tay của Ze nữa. Nếu mà giao tranh tổng thì tôi cũng hơi rén. Gấu đã có cho mình giáp hồi sinh rồi. Làm thế nào để giải được bài toán này tại thời điểm này nhỉ? Khi mà đối phương có nhiều giáp hộ mệnh, 5 cái giáp hộ mệnh. Bây giờ lừa bách đo được thì tốt. Lấy nốt cái trụ khu vực đường trên. Lấy 3 đường giữa. Đi. Bởi vì chúng ta đang có con rồng tiên phong trên người của ADC, đúng không? Nếu như ADC kích hoạt cho mình chiêu cuối xong anh ta thả con rồng tiên phong ở gần cái trụ đấy thì nó sẽ nhả thẳng với trụ đấy. Ý tưởng đấy Huy thấy được không? Cũng hợp lý. Nghe thì cũng xuôi tai đấy. Ôi Bri cẩn thận. Bri. Ôi Hero đang có mặt ở đây. Anh ta đã bị cấu máu rất nhiều bởi đó là Bri cũng như là gấu. Sau đó là tình huống đấm chân không vào vị trí của Ze. Hero bị tìm thấy rồi và chúng ta đang lao đến. Đúng với không? Rất đông thành viên Hero còn cho mình khoảng
tương đối nhiều máu. Anh ta có nhám thuẫn. Anh ta kích hoạt rồi và đây tình huống giao tranh trắng. Chúng ta nhảy vào với vị trí của Xuân Bách, tấn công vị trí của Soa. Soa một lần nữa đã phải nằm lại và anh ta mất đi cái giáp hồi sinh thứ hai. Và chúng ta vẫn đang càn lên trong tình huống này. Gấu làm choáng được rất nhiều người với pha băng lên. Hay! Đây bắn ở phía sau và chúng ta có được mạng của thành viên đối phương. Trong khi đó thì con rồng được thả ở khu vực đường dưới. Soa lại là lên bảng tiếp. Soa lại là người duy nhất lên bảng nhưng đối phương khả năng chống chịu đối phương là quá tốt. Bây giờ chúng ta sẽ có cơ hội để lấy được ba đường siêu cấp nếu như làm tốt cho bàn thi đấu này khi đối phương đang thiếu đi Soa. Và rồi, chúng ta sẽ có đường siêu cấp. Sân bay của Flash Group đã dành cho team Flash cho bàn thi đấu này và đây là cơ hội chúng ta vào thi đấu này. Chúng ta có thể thắng luôn ở trong tình huống này khi mà đây là giai đoạn rất lết rồi và đây em chỉ cần bắn vào nhà chính là xong. Nhà chính đã bị hủy diệt rồi. Chúng ta thắng rồi. Tỷ số là 2-1 dành cho đội tuyển team Flash. Vui quá và đó sẽ là 2-1 của team Flash.